NSG Can canxi hữu cơ nhập khẩu từ Úc. Canxi cho mẹ khỏe bé cao. Long thật là mắc cười quá, tự nhiên Long chỉ là cậu thôi, tự nhiên hôm nay bắt quay cái chương trình là mẹ chồng nàng dâu thì sao vậy? Thì tôi sẽ làm cái gì đây trời? Tôi cũng biết, tôi hiểu câu chuyện ngày hôm nay thế nào luôn. Hôm nay là cậu không có nhân sinh bằng cậu nữa, mà cậu là mẹ của con rồi đó. Cậu chồng nàng cháu dâu. Lúc nào làm mẹ, lúc nào làm cậu. Em biết thì bây giờ thì chừng nào nó kêu mẹ, thì giờ nó kêu cậu thì cậu thôi. Lúc đầu thì nhìn khó lắm, nhìn sợ lắm, run lắm. Ra là mẹ con kỹ lắm luôn, khó chịu luôn. Cậu thì coi như cậu là mẹ nãy đó. Mẹ, bây giờ nói mẹ. Hồi nãy ta nói lúc bây giờ lúc nói cậu... mẹ thì chúng phải ngồi khép nép là còn cậu cũng phải banh ra. Lúc cậu lúc mẹ mà. Hầu như là em cất nhà lên em để cho con cháu ở, chứ em không có ở. Cái kiếp nghệ sĩ của em đó là coi như là hầu như là em ăn toàn là bụi đời, mà em ở bụi đời không. Bụi đời mà gọi là bụi đời sang á. Bụi đời sang đó. Còn sang. Anh cũng phải giữ bụi đời sang. Rất vui được chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h55 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát lại cùng ngày vào lúc 20h trên kênh YouTube MCV Media và ứng dụng Netlove. Quý vị thân mến, chúng ta cùng cười cùng khóc cùng có những cái cảm xúc đông đầy ở Mẹ Chồng Nàng Dâu với rất nhiều câu chuyện. Ngày hôm nay thì thật ra Quỳnh Linh cũng không biết là mẹ chồng nàng dâu hay là mẹ vợ con rể hay là cha vợ con rể gì nữa. Dạ. Mà tôi thấy người quen không à. Xin giới thiệu, đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Dạ, em cảm ơn. Anh không hiểu hôm nay câu chuyện thế nào thôi. Em có thể giới thiệu, anh không biết giới thiệu người này sao luôn á. Là con dâu, đúng không? Long thật là mắc cười quá, tự nhiên Long chỉ là cậu thôi, tự nhiên hôm nay bắt quay cái chương trình là mẹ chồng nàng dâu thì sao vậy? Thì tôi sẽ làm cái gì đây trời? Tôi cũng biết, tôi hiểu câu chuyện ngày hôm nay thế nào luôn. Chú là cậu của nàng dâu này. Cậu mà cậu gọi là cậu chồng. Cậu chồng. Bên chồng cái này là nàng dâu. Hả không? Cho nên là ngày hôm nay chương trình ngộ quá vậy. Hôm nay là cậu không có nhân sinh bằng cậu nữa, mà cậu là mẹ của con rồi đó nha con. Hôm nay giới thiệu là cậu chồng nàng cháu dâu. Mà tôi vô đây tôi nhìn cái chữ này tôi tự nhiên tôi giật mình, tôi gãi đầu, tôi không biết tôi phải nói cái gì luôn nữa trời. Thưa quý vị, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu câu chuyện là cậu chồng cháu dâu. Dạ. Đúng không? Dạ. Giới thiệu cháu dâu tên gì? Ở nhà tên thường gọi nó là Amada. Tên lạ Amada. Vậy. Amada. Dạ. Bé Đa, gọi là bé Đa. Bé Đa, gọi là bé Đa không hả? Nhưng mà tên thiệt của chị là... Dạ, tên thiệt của em là Hàn Thị Hồng Lan. Hàn Thị Hồng Lan. Hàn Quốc đó chú. Trời đất ơi. Ồ, cái tên thì cũng lạ, mà cái tên nickname cũng lạ. Cũng lạ luôn á. Lan làm công việc gì? Dạ công việc của con là quản lý và idol của các app livestream. Quản lý idol của các livestream là cái dạ, gì ta? Ví dụ như là TikTok và Bigo. À vậy đó hả? Nghề của Kim Tiểu Long là làm gì? Dạ em là nghệ sĩ. Em phát cải lương, tự nhiên Linh hỏi mắc cười quá à. Trời ơi anh em mình đâu có lạ mặt gì nữa đâu anh Linh. Không, hình như lâu lắm không gặp anh Linh. Anh Linh kiếm chuyện đó chú ơi, đó. Ngộ, thấy người quen kiếm chuyện. Chị là cháu dâu của chú Long được bao lâu rồi? Dạ khoảng hơn 3 năm rồi chị. 3 năm. Ủa gì câu chuyện hai người có ở chung làng chung xóm hay gần nhà gì không? Dạ không có, là bởi vì do nơi là bé Đa thì hình như là idol của TikTok. Dạ. Hay là Bigo gì đó. Dạ. Thì mấy đứa nhỏ ở nhà nó chỉ có qua bên mạng rồi nó nhìn tới nhìn lui rồi sao hai đứa nó quen nhau. Chứ thật ra thì lúc mà ngồi trên xe đi quay phim hay này kia nọ thì chồng của bé Đa là coi như là cháu ruột của em, là con chị thứ 6, nhưng mà chị thứ 6 mất rồi em thứ 7. Cho nên là nó mất từ lúc nhỏ, cho nên em nuôi nó từ lúc nhỏ cho nên lớn lên. Nhỏ luôn. Dạ, nó ở với em từ lúc nhỏ cho nên nó lớn lên á thì lúc nó ngồi trên xe thì thấy hai đứa bé Đa nè cứ livestream, cứ hát rồi nó mở con thì em cũng nghiến em nhìn cái màn hình vậy thôi à. Vậy thì hai đứa nó quen từ lúc đó thì thấy bé này nó cũng dễ thương. Nghĩa là cậu như là bà mẹ của con luôn. Dạ. Vừa làm cậu mà vừa làm mẹ. Lúc nào làm mẹ, lúc nào làm cậu. Em biết thì bây giờ thì chừng nào nó kêu mẹ thì giờ nó kêu cậu thì cậu thôi chứ giờ
Cái này khó đó nha. Dạ. Dạ. Ủa mẹ con, cậu con có khó như mẹ con? Dạ, lúc đầu thì nhìn khó lắm, giống như là nhìn sợ lắm, run lắm. Nhưng mà dạ, nhưng mà cậu thì rất là dễ. Chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bạn và gia đình với Doctor Network, nền tảng video y tế được xác thực bởi bác sĩ. Con có hợp với cậu điều gì không? Dạ, hình như là con thấy thì nó hợp nhiều thứ lắm. Hợp điều gì chị? Dạ, ví dụ như từ cái ăn uống đi, hoặc là sở thích đi chơi, du lịch, hay là thích làm từ thiện, thích làm rất là, nói chung từ cái ăn uống nữa, nó có nhiều cái khớp với nhau hợp. Ăn uống em thì em dễ dạ. Ăn uống lắm. Ăn thì có hay ăn giặt nữa cũng giống luôn. Em dễ ăn uống. À vậy. Không có khó khăn như người ta. Dạ. Không giống khó khăn giống như mọi người. Mình ăn chay mà làm sao mình ăn chay trường mà khó khăn như mọi người được. Ồ. Nhưng mà đâu có nghĩ là bé Đa này đâu có học nấu ăn à. Nhưng mà phải nói một cái điều là con rất là giỏi ở trong cái chuyện gia đình, quán xuyến về chuyện gia đình thì bếp núc nè, rồi chăm sóc con cái nữa. Rồi trong gia đình thì thấy mỗi lần đi nước ngoài về thì con rất là sạch sẽ trong chuyện nhà cửa. Long thì lúc nào đi vô trong nhà thì lúc nào cũng sợ. Mình bỏ dép bỏ giày ra đi vô gạch đó, sợ nhất là đi nhám nhám cái chân á. Nhưng mà trong nhà mình không có cái đó. Bếp đồ cũng sạch mà từ miếng gạch đồ cũng sạch, cho nên vậy mình rất là hài lòng vì con dâu của mình. Thật ra là mẹ con kỹ lắm luôn, khó chịu luôn. Thì coi như cậu là mẹ nãy đó. Mẹ, bây giờ nói mẹ. Nãy tao nói lúc bây mẹ, giờ lúc nói cậu... mẹ thì chú phải ngồi khép nép lại. Còn cậu cũng phải banh ra. Lúc cậu lúc mẹ mà. Thì lúc nào hên hên mình gọi mẹ cũng được. Nhưng mà con nấu đồ ăn chay rất là ngon. Cái món mà Long thích nấu nhất là món cà ri bánh mì. Bánh mì chay. Cho nên là cũng khéo tay về cái món chay lắm. Nhưng mà Kim Tử Long thấy là có những gì mà mình không hợp với cháu của mình không? Trong cuộc sống gia đình mà anh Linh chén ở trong sống mà nó còn khua, huống hồ chi con người của mình. Thì bây giờ á, ở trong nhà con cháu hay bất cứ anh em ruột gì ở trong gia đình á, đôi lúc cũng có những cái mỗi chuyện nó nhỏ nhặt rồi không hiểu nhau. Bởi vì mình là anh em ruột mà còn chưa hiểu nhau thì lấy gì người dân với nhau mà khi mới về nhà mà lại kêu hiểu nhau 100% thì làm gì có. Cũng có giận, cũng có hờn, nhưng mà đôi lúc thì mình giận hờn một chút xíu, mình nghĩ là ủa tụi nó là con cháu mà, hoặc là mình là người trong gia đình mình không hiểu nhau thì mình phải ngồi xuống mình nói chuyện, hoặc là mình phải tìm một cách nào đó để mình hiểu nhau hơn. Nói hay la đó? Dạ không, cái tánh của em ít khi nào nói lắm. Con cháu thì đứa nào mà nó sai á thì tự động á Long làm thinh nè, Long không có nói gì hết trơn á. Có không? Long làm thinh nè, rồi tự động biết cái nào sai, cái nào đúng là tự mình sửa. Dạ khó, nhưng mà nếu mà mình hiểu thì nó lại thành dễ. Còn không hiểu là... Không hiểu thì nói chung là tại vì mình đã quá rành quá hiểu rồi, chứ còn không phải là không hiểu. Những thành ra ví dụ như cái gì cũng phải nhanh gọn lẹ, hoặc là biết cậu mình ra làm sao, là tất cả mọi thứ với mình là phải là tươm tất hết. Hoặc là cậu sắp về rồi là nhà cửa là mấy đứa ơi phải cho gọn gàng sạch sẽ nha, hoặc đồ ăn là phải xong nha, hoặc là phải chuẩn bị món gì. Có nghĩa là mình đã hiểu và biết là khoảng thời gian lâu dài rồi mình mới hiểu cái điều đó. Còn lúc đầu á, khi mà mình mới về mình có bỡ ngỡ không? Dạ mới về thì tất nhiên là mới mà, nên là chỉ nhìn là chỉ biết sợ với lại gọi là lép vậy thôi. Có rất là nhiều thứ mà bởi vì anh Linh biết là bởi vì do nên em á thì đi ra ngoài đời giao tiếp với bạn bè thì em rất là vui vẻ. Nhưng mà khi mà về tới nhà đôi lúc là em đi làm việc về mệt á, thì hay là đi quay phim hay đi hát về mệt á, khi mà ăn cơm á, mỗi lần mà ăn cơm á, nhiều khi mà cậu cháu mới gặp mặt nhau. Còn hay là khi mà mở cửa bước ra đi vô là em đi thẳng lên trên lầu, là tại bởi vì cái thời gian mình không có. Nằm xuống mình chỉ cần ngủ được một chút xíu thôi, rồi dậy mình phải đi làm việc nữa. Cho nên là chỉ có cái giờ ăn cơm đó thì đi xuống ăn cơm thì cậu cháu, con cháu trong nhà mới là có một công việc để nói chuyện với nhau. Có nghĩa là mình không có nói chuyện với nhau nhiều, nhưng mà ở trong nhà mình vẫn hiểu nhau. Hiểu là bởi vì do nơi làm đánh Long thì không có khó, rất là dễ, con cháu làm gì cũng được hết, làm gì Long cũng ok hết. Nhưng mà cái chuyện hư chuyện nên là con cháu lớn rồi, nếu nó hư tự nhiên nó sẽ cảm nhận được một cái điều đó là nó sẽ hư. Và Long cũng vậy, cảm nhận điều hư tự động sửa. Nhưng mà thường không nói mới khó đó, người ta nói nó dễ, còn thứ dòng mà vô mà mặt quạo quạo không nói gì. Không, cái mặt không có quạo nha, im im thôi chứ không có quạo, không có khó chịu. Im là coi như quạo rồi còn gì nữa. Là bởi vì trời xanh em ra cái tánh như vậy. Em ra ngoài trên cái khói em hát em nói em lum cho em về nhà mặt im ru hết trơn rồi. Là bởi vì nói nhiều quá giờ về nhà biết gì nữa rồi nói. Với người ở trong nhà mà đúng không con, hiểu tánh tình nhau có gì đâu nói. Nhưng mà vậy chẳng lẽ
suốt bao nhiêu năm trời là chú không có góp ý cho nàng dâu này hay sao? Có chứ, làm sao mà không có được. Ví dụ như là bây giờ cái chuyện con cháu ở trong nhà, cái chuyện nào mà mình cảm thấy mình không có hài lòng đó thì mình sẽ nói. Giống như con cháu cũng vậy, cậu cũng giống như bạn thôi. Thì bây giờ ví dụ đâu phải là trong cuộc đời, trong cuộc sống mà mình đúng hết đâu Linh. Có những lúc mình cũng phải vụng về, có những lúc mình không đúng thì con cháu nó góp ý mình cũng phải nghe. Ở trong một cái mái ấm gia đình như vậy á, thì như vậy nó mới hòa thuận được. Thật ra mà nếu mà mình làm thinh nhưng mà thật sự nếu mà mình không nói, mình không góp ý á, thì nó không phải là mái ấm gia đình. Nói thì nói cho vui vậy chứ cũng phải có một cái điều gì để xây dựng cuộc sống gia đình. Đúng rồi. Con sợ cậu nhất con điều gì? Chứ trước giờ thì không có sợ cậu gì hết trơn. Nhưng mà có điều là cứ gần cậu là bị rung, bị khớp, bị sao. Phải có gì mới rung vậy chứ. Dạ là không, kiểu như người cậu sao? Có một cái gì đó nó phản ra làm cho mình rất là mến, rất là thích, rất là yêu thương. Nhưng mà không có dám, có nghĩa là chỉ lấp lé đứng nhìn thôi chứ không có dám là ôm cậu hay là nói cái từ yêu thương với cậu nhiều hơn thì nó còn ngại ngùng. Tức là cậu vẫn còn một cái khoảng cách gì đó, cậu không cố gắng không làm sao tạo được. Em không có một cái khoảng cách nào cho nó sợ, nó cứ rén rén cái xa vậy. Nhưng mà vậy từ nào giờ là hai cậu cháu mình có thể hiện tình cảm với nhau chưa chú? Tức là ôm nè, giống như chị nói đó, là có bao giờ? Thì con cũng có chụp hình nè, đám tiệc chụp hình rồi cậu cháu rồi uống cùng miếng bia với nhau, cũng đụng muốn ôm nhau, người ta la tới lửa hết trơn mà có gì đâu. Thế sao vẫn còn khoảng cách đó? Cái đó là bởi vì con nói là có một con trong người của Long có một cái điều gì đó mà con không hiểu được. Anh nói giống như một đứa cháu ở trong nhà, một đứa con nít mới sanh cũng vậy. Hồi nhỏ Long ẵm được, mà tới chừng nó 1 tuổi, 2 tuổi, bây giờ tới Long về Long rinh nó không lại. Là bởi vì nó cứ đẩy ra, nó lại không biết tại sao. Nó sợ mình mà có điều gì mà mình không có cảm nhận được cái điều đó. Vậy thì cậu Long phải ngồi nói chuyện với cháu thoải mái hơn nữa, tạo sự gần gũi hơn nữa để cho cháu mình không rén rén nó thấy cậu là nó sợ. Vẫn còn một chút gì đó chưa hiểu cậu, tức là vẫn chưa có gọi là em thì tại vì do nơi là em đi nhiều quá à. Em không có ở nhà nhiều, thật sự từ khi em cất cái nhà cho tới bây giờ em nói thật với anh Linh đó là cất cái nhà tuần lễ là em đi tít tè luôn á. Có nghĩa là vừa cất cái nhà là em đi nước ngoài mất tiêu rồi. Cho nên hầu như là em cất nhà lên em để cho con cháu ở chứ em không có ở. Là cái kiếp nghệ sĩ của em đó là coi như là hầu như là em đi rồi em ở nhà này một chút, ở khách sạn một chút, em ăn chỗ kia một chút, em gần như em ăn toàn là bụi đời mà em ở bụi đời không. Bụi đời mà gọi là bụi đời sang á. Bụi đời sang đó. Còn sang. Anh cũng phải giữ bụi đời là bụi đời sang. Thế anh thấy bụi đời ngoài dĩa hè với lại ở nhà nghỉ không à? Tại ở khách sạn nè, chắc gì ở khách sạn năm sao. Thì mình đi nước ngoài thì mọi người đi hát thì mọi người cho mình ở năm sao là cái chuyện đó bình thường thôi mà. Ủa sao anh cũng đi hát mình thôi, anh cho anh ở nhà nghỉ không được. anh phải kiểm tra lại. Coi anh ở sao đúng không? Đúng rồi. Sao anh cũng đi hát nghe mà sao anh ta cho anh ở nhà nghỉ không à? Dạ cái này là con làm chứng tại con đi quay chung. Đúng rồi. Đợt rồi quay chung mẹ chồng nàng dâu là về dưới nhà mẹ chồng nàng dâu quay là xuống dưới là ngủ nhà nghỉ không à. Thôi anh lên 1,5 một người thôi. Phải Linh đến Hà Tiên. Đâu phải Hà đâu, người ta cho ở sao mình ở vậy chứ. Đúng không Lộc? Dạ. Thì không biết, thôi thôi tùy mọi người đi. Ở. Em vậy là sự hạnh phúc quá rồi. Thì em cũng không giấu mọi người, em rất là sung sướng. Em sướng từ lúc em 20+ tuổi là em đã sướng rồi. Tại vì do nơi tánh tình cũng ít có nói chuyện. Thôi nhưng mà không nói chuyện không phải là mình khó đâu. Đúng, chính xác vậy. Thật ra là nãy giờ cái câu chuyện này là anh thấy là bởi vì em cứ đi suốt luôn. Dạ. Em có thời gian để trò chuyện cùng với cháu. Em sống một cuộc sống gần như khác hết với cháu. Thành ra là giờ vẫn có một cái khoảng cách nào đó. Thật ra cháu nó thấy cậu về sang trọng quá, đôi khi nó cũng không có dám nói chuyện. Mà cậu cũng đâu có khó gì đâu con mà không nói chuyện thì con cứ nói chuyện với cậu bình thường thôi mà. Nó cứ rén ngoài nó nãy nó đứng kế cậu là rung rồi. Vậy làm sao mà Kim Tử Long á là tạo khoảng cách gần gũi hơn nữa với cháu? Đi về mình hay nói chuyện với cháu này kia rồi kêu nó xuống rồi chủ động. Có chủ động, mỗi lần dọn cơm lên cả một cái bàn vậy đồ ăn nhóc hết trơn á. Rồi tụi nó đi xuống bếp tụi nó ăn hết trơn. Sao tụi con không? Cơm nhóc hết trơn sao tụi con không chịu ăn, ngồi đây ăn với cậu trong gia đình cho vui. Nó thôi cậu ăn đi, lát tụi con ăn với bếp quen rồi. Mà bây giờ mình kêu lên ăn á thì không đứa nào chịu ăn hết trơn á. Thì bây giờ mình phải ăn lẹ lẹ, rằng anh có tật ăn rất là nhanh. Một nửa chén cơm ăn rẹt cái là xong liền, em không có chậm. Tánh em chậm, em mặc bộ đồ cái rẹt là em đi liền. Em hát em đọc nó ra cái là em đi liền. Mấy đứa nó ăn chậm quá nó sợ cậu la. Cái tánh rất là nhanh. Nhưng mà sau suốt 3 năm làm cháu dâu của cậu Long rồi thì chị cảm thấy cậu Long là người như thế nào? Dạ thì em cảm thấy là em rất là may mắn và cảm thấy như là mình rất là có phước, vừa làm dâu mà vừa coi như là đứa con của cậu.
Tại vì mình cảm thấy thật sự là cậu là một người đối với em thì đã rất là tuyệt vời và hoàn hảo. Từ tính cách cho tới công việc hay cho tất cả mọi thứ thì cậu rất là tuyệt. Quá tuyệt luôn, cậu xây nhà cho cháu ở mà tuyệt. Thật ra mà nói con dâu vậy chứ ở trong nhà đâu có nghĩ tụi nó là con dâu đâu. Nó nghĩ là như giống như mấy đứa con ruột của mình vậy thôi. Là mọi việc ở trong nhà cứ vậy thôi. Cái nhà giống như là nhà của mình vậy đó. Muốn làm gì cũng được. Thì cậu đi xây nhà cho tụi con ở luôn rồi, cậu đi suốt luôn mà. Nhưng có bao giờ con buồn cậu mà con không dám nói không? Buồn. Buồn thì chắc là cũng chưa. Tìm cái buồn chưa được. Người tu hành nên buồn chưa được. Tại vì cậu con thì lúc am hiểu về Phật Pháp. Rồi cái chồng con cũng giống như là cũng được cái phước đó nữa. Nên là mình thấy rất là may mắn. Và mỗi lần có chuyện buồn hay chuyện vui hoặc một cái chuyện gì xa lạ hay là của người dân người lại gì nữa, nhưng mà đối với cậu, cậu nói là giống như ai làm gì thì làm, nói chung là mỗi người có phần có phước hết rồi thì mình đừng có để trong lòng hay là cũng chẳng phải buồn bất cứ cái gì cho nó mệt. Buồn bỏ là mình cứ sống vui mỗi ngày đi thì mình lấy cái điều đó thì thành ra là không có chuyện gì mà buồn. Nhưng mà vậy thì cậu có hỗ trợ chị trong công việc hay là trong cuộc sống không? Từ cái hồi mà em chưa có quen á thì em còn làm idol. Khi mà em quen rồi thì em về lo gia đình thì hầu như em bỏ cái phần đó và em chỉ làm quản lý thôi, tập trung cho gia đình với lại quản lý các idol thôi, chứ mình không có thời gian cầm cái điện thoại để mà livestream được nữa. Mà ngộ cái này nè nghe, để ý cái này đặc biệt, cái này là không phải là cậu cháu phải kể cho mọi người nghe. Idol lên TikTok, lên video là hát rất là duyên dáng, diễn rất là duyên dáng. Nhưng mà toàn là hát nhép giọng của người ta không à. Idol hát nhép, anh hiểu không? Nó không hát chân của nó hả? Ủa, thật cậu kỳ quá rồi. Cậu coi mà, thằng cháu nó coi thì cậu cũng đi ra ngang cậu nghía. Mà trời ơi, lấy giọng của mọi người, tao nói nhép đủ thứ hết trời. Trời ơi, quan trọng nó có nhép giọng của cậu nó không á. Có nhép giọng của cậu không? Dạ không có, mà không có. Cái bài cải lương mà hôm qua đi xe cậu có mở của cô Bình Tinh đó, cái bài gì mà hai người song ca đó, là con nhép giọng của Bình Tinh. Thì con không nhép giọng của cậu. Đúng ra là con phải yêu thương cậu, con phải coi cậu là idol, con phải nhép giọng của cậu thì đúng không? Đúng không? Tao nói ngồi mà nhép chan chát mà diễn có gì. Quan trọng là cái diễn, cái thần, cái thái thôi. Còn trời ơi, giọng là coi như là cái giọng sa ca đồ không. Dạ, mọi người biết là con nhép, nhưng mà mọi người rất là thích và yêu cầu con phải nhép bài vậy. Vậy đó hả? Mà hát giọng thật người ta không thích. Cái quan trọng là cái điều đó là cái duyên nhép, hiểu không? Cái giọng thật nó hát được không, người ta không thích gì ta? Dạ, trước giờ con chưa có hát. Đâu giờ con hát thử câu nào đó con. Không hát đâu. Bây giờ ở nhà chăm con nhiều hơn làm idol, quản lý idol thôi. Dạ. Bây giờ ở nhà là chăm sóc thằng nhỏ rồi. Cái việc mà kinh tế ở ngoài á thì em với thằng Trương Vinh á là cháu của em, là chồng của em bé Đa làm công việc. Nhưng mà cậu nói như là cậu như là mẹ con vậy đó. Vậy thì cậu ngoài cái việc là lo cho con, cậu có quan tâm về cháu, có chăm sóc về cháu không? Dạ có. Trời ơi, cưng lắm. Cưng hả? Dạ, cưng. Ôi, cháu lắm, sữa bọng hay là quần áo gì là ông nội lo hết. Em có cháu nội cháu ngoại hết. Cậu là mẹ. Em nhiều chức quá thì em chuẩn bị có cháu cố rồi, em nói cho anh nghe. Em chuẩn bị làm ông cố rồi đó. Vậy đó hả? Cháu em bây giờ anh chị thí dụ 50-60 tuổi hết rồi, bây giờ đẻ cháu ra coi như là nó kêu bằng cậu bằng chú. Thì bây giờ cháu em nó là 20-30 tuổi. Rồi bây giờ nó 30+ tuổi rồi, nó đẻ con ra, nó chuẩn bị gả nữa. Rồi bây giờ nó sắp sửa đẻ ra cháu, chuẩn bị kêu bằng cố nữa rồi. Giỏi như ta. Có cháu cố luôn rồi, chuẩn bị rồi đó. Chuẩn bị. Nhưng mà có bao giờ em chăm sóc cháu mình thay tả này kia? Cái chuyện đó là chuyện bình thường á, bởi vì do nó em hai đứa con rồi, coi như cái chuyện mà thay tả rồi cho con ngủ hay bú sữa này kia kia nọ đối với em là nó rất là nhẹ nhàng. Em ẵm một đứa nhỏ rất là nhẹ nhàng, nó gọi là chuyên nghiệp rồi đó. Ẵm ru ngủ luôn hả chú? Vậy đó hả? Nhưng mà cậu có hài lòng về cái cách chăm sóc con của cháu Lan không? Bé Lan thì rất là giỏi về cái phần mà người mẹ, cho nên là nàng dâu này rất là ok. Chịu. Rất là dịu. Sống làm sao thì mình cứ nói như vậy. Cậu cũng vậy mà con cũng vậy, cho nó tiện. Hiện tại bây giờ mà cậu tìm một cái gì để cậu nói, mà từ khi mà cậu rất ít ở nhà, nhưng mà đi về mà để tìm những cái gì mà để nói về con dâu của cậu.
là con dâu của mẹ. Ủa con của cậu. Cậu cũng không biết phải nói gì. Được. Hiểu không? Không biết lúc mẹ lúc cậu thì không biết sao. Rồi chuẩn bị làm ông nội nữa. Ông cố. Ông cố rồi. Ông nội là rồi. Thì bây giờ thì cũng muốn tìm những cái gì để mà cho nó hoàn thiện hơn nữa, nhưng mà mình chưa thấy được cái điều gì hết. Nhưng mà đại khái thì khi mà mỗi lần mình về nước thì con cháu nó chu đáo, rồi nó chăm sóc con nó chu đáo, ở nhà nó lo cơm nước cho mình chu đáo vậy, rồi những cái món đồ chay nó nấu để lên trên bàn nó cũng rất là chu đáo cho mình nữa. Nó vậy thôi. Chu đáo có giờ tặng quà được mẹ con không? Dạ có. Tết mỗi lần Tết làm gì tặng quà kiểu này nè, có nghĩa là cậu cháu cái chương trình này mẹ con mà. Mẹ con tặng quà với nhau bằng cách là ở bên mẹ ở bên Mỹ con chuyển khoản cho mẹ. Có chuyển khoản luôn á hả? Đó, thời buổi này toàn là chuyển khoản không. 20 tháng 10, 8 tháng 3 đó hả? Có nghĩa là chuyển khoản là thí dụ là số 8, số 9 gì đó, thí dụ là 900 ngàn hay là 900 triệu gì chứ cái gì đó, lựa số 9 rồi đó cho cậu mẹ làm ăn cho được không mẹ? Đúng không? Chuyển 900 triệu luôn, 900 ngàn mấy trăm vậy đó. Có một lần em cũng bắt trước chuyện à. Mà thí dụ 900 ngàn mấy trăm cái em mắt nhắm mắt mở em chỉnh 9 triệu mấy. Trời ơi. Vô sáng dậy mở ra nhìn điện thoại, ủa sao đây cậu chuyển tiền nhiều như có vậy? Hỏi không, có gọi điện hỏi cậu không? Dạ, chuyển lại cho cậu luôn. Biết là cậu gửi lộn nên là không cần hỏi, hỏi thì nó kỳ quá. Tức là cậu cháu cũng quan tâm cái chuyện mà tặng quà nhau mỗi cái dịp lễ Tết đúng không? Vậy là cũng quan tâm nhau ấy chứ. Dạ, cái gì chứ mấy cái đó lanh lắm. Vậy thì cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng của Lan thì cậu thấy như thế nào? Hai đứa nó rất là thương nhau. Dạ. Thằng cháu thì Vinh nó rất là thương vợ, thương con. Nó chỉ biết đi làm mà đi về chung vui với gia đình, quây quần với gia đình rồi lo cho vợ cho con thôi. Chứ ngoài ra nó rất là hiền, nó chỉ biết thương vợ, thương con nó thôi chứ nó không biết gì hết. Có bao giờ cậu định hướng cho cháu dâu của mình phát triển về cái ngành nghệ thuật hay cái gì không? Cái đó là do nơi cháu thôi, chứ nếu mà thật sự cháu muốn thì em cũng, Long cũng phát triển cho cháu. Nếu mà cháu muốn hát thì cháu cũng hát. Bây giờ nó giống như vậy, những cái video clip của Vinh quay, bây giờ Vinh là đang chuẩn bị là đang làm ca sĩ à. Khán giả cũng biết đến rồi quay MV, thì bây giờ chồng quay thì vợ minh họa, mà chồng quay thì vợ đóng. Ví dụ bây giờ con cháu nó muốn diễn thì mình tạo điều kiện cho nó. Không mời gì. cậu mẹ vô đóng minh họa cho nó không? Có. Có luôn à? Dạ, vừa rồi em có minh họa cho ông bài à, giống vai phụ cho dạ, cháu. Dạ, đóng vai phụ, em đứng gần sau lưng em cũng hát mấy câu. Cậu thương quá trời đất luôn rồi. Bây giờ mời chồng con vô đi, chứ ngồi đây hay, cậu cháu không có nói xấu nhau. Khi ta không có xấu thì thương mà. Quá mà. Dạ con chào chú Quyền Minh. Dạ, dạ, xin mời anh ạ. Xin mời anh giới thiệu chút xíu về mình cho khán giả được biết nha. Dạ, trước tiên thì em chào quý vị khán giả. Em tên thật là Đinh Hoàng Vinh, nghệ danh là Trương Vinh. Dạ. Công việc của em thì làm việc chung với cậu công ty. Cậu là tay phải thì đi hát, còn cái tay trái là kinh doanh nữa. Vậy là anh thừa hưởng cả hai từ cậu luôn. Cái đi hát cái này là sau này là giống như là ông tổ ông cho hay sao á. Từ xưa giờ là không có hát, không có gì hết á. Đụng cái tự nhiên lấy bài, mua bài, cái tự nhiên hát, làm MV, làm này, làm kia. Nhưng mà cái nào thì cũng kinh mới luôn, làm gì cũng mới. Nhưng mà đăng lên cái là triệu view. Em cũng không hiểu tại sao luôn. Cái đó là cái duyên á. Dạ. Cái duyên may mắn đó. Nhưng mà cậu có định hướng không hay là tự động vậy? Dạ không, tự con luôn. Cậu dễ lắm. Con thích cái gì á là cậu ủng hộ sau lưng này kia nổi. Tuy là cậu không nói nhưng mà cậu là cái người thúc đẩy tinh thần. Thật ra với cậu trong nghệ thuật cậu có khó với tụi con không? Cậu thì dễ lắm. Giống như là cái bài mới của con với cậu đi, chuẩn bị phát hành nè. Cậu bên Mỹ, cậu ơi giúp con cái đoạn này, cái đoạn coda này cần cái sự mùi mẫn của cậu, cần cái này cái kia nọ. Mà để cho nó lạ hơn nữa thì cậu phải hát cái kiểu cải lương của mình. Nhạc mà pha với cải lương thì nó sẽ lạ hơn. Có một chút xíu thôi cậu cũng phải đi thu cho con hai lần. Không có cần phải cậu phải hát bao nhiêu, dài bao nhiêu, ngắn bao nhiêu, con cháu nhờ là cậu đi liền. Ngoài là cậu, là mẹ, em còn là bạn của tụi nó nữa. Đúng rồi anh. Thì mình phải làm bạn với nhau thì nó mới vui. Chứ còn bây giờ nếu mà cậu không mà là mẹ không á thì cuộc đời nó nặng nề quá. Bạn với nhau á thì mình mới nói chuyện với nhau, mình đi chơi với nhau, mình đi cà phê, đi ăn uống với nhau, nó mới được thoải mái. Đó như vậy. Chỉ có điều là bây giờ tụi con cách nào đó mà đừng có sợ cậu nữa là được. Tức là sợ thì sợ trong lòng này kia, nhưng mà thấy con vẫn còn cái khoảng cách đó, chính con là người tạo cái khoảng cách đó. Đừng có sợ cậu gì nữa, thật ra cậu như là bạn, là cậu đâu, là mẹ thôi. Phải thoải mái trao đổi với cậu tất cả mọi thứ, là bạn thân với nhau thì rất là thoải mái. Như vậy thì nó sẽ có một sự gần gũi hơn nữa. Con cũng nghĩ như chú vậy đó.
nhưng mà làm không có được. Cái gặp cậu rồi, con này con sống chung với cậu từ nhỏ này nhưng mà con gặp con vẫn sợ đó. Con không biết tại sao á, ngộ cái, vậy giống như người có nghĩa là rất là gần, rất là dễ nhưng mà nó có một cái gì đó nó làm cho rất mình gần không có rất xa. Biết cậu rất là dễ vậy đó, cậu dễ lắm, cậu dễ cực kỳ. Bây giờ cậu nói cậu dễ mà không biết là mình ý là mình cũng không biết nhưng được mà cái lý tự nhiên do mình sợ nhưng không biết sợ cái gì. Thì bây giờ em ngồi em nói chuyện sao là con người em vậy đó. Có lẽ là tụi con cũng quá thương cậu, thần tượng cậu. Dạ, đúng rồi. Nên nó vẫn còn một khoảng cách là con sợ cậu buồn, sợ cậu này kia vậy thôi. Chú nghĩ là như vậy. Thì trong gia đình mà cậu nói với hai con là một cái điều là mình là máu mủ trong gia đình, là những người thân ruột thịt với nhau. Thì bây giờ là cậu cũng giống như là bạn. Thì bây giờ từ đây về sau á, để cho tụi con thoải mái lên là tụi con có một cái điều gì đó, một cái chuyện nhỏ gì đó mà không có năng giải được, thì cô con hết lòng chia sẻ với cậu, là tâm sự với cậu. Thì bây giờ ngồi nói chuyện với cậu là cậu cháu mình chia sẻ với nhau để hiểu nhau hơn nữa. Đúng rồi. Vậy thôi. Cậu cầu con kẹt quá, cậu cho con xin mấy trăm triệu như vậy đó. Cái chuyện đó chuyện bình thường mà. À, cậu ơi con cận này, cậu ơi con cận trăm vậy, con vậy vậy là cậu chuyển rồi chứ cậu đâu có bao giờ thấy không. Hôm nay tụi con không muốn nói điều gì với mẹ của mình. Dạ thì cậu cũng như một người mẹ, giống như là chúng ta là một gia đình vậy đó. Thì lúc nào cũng yêu thương nhau và lúc nào cậu cũng luôn nghĩ là bên cạnh cậu á, là sẽ có hai vợ chồng con luôn yêu thương cậu hết mực. Cái tấm lòng chân thành của hai vợ chồng con cũng xem như là hôm nay cũng là một cái món quà mà đắt giá mà tụi con gửi tặng cho cậu. Cậu con rất là khó tính cực kỳ. Dữ không? Nghe nói với lại nóng tính lắm. Vài năm trở về đây á, là tầm khoảng 8-9 năm nay á, là cậu con rất là hiền. Nhưng mà càng ngày cái sự hiền đó nó càng nhiều đi, chứ nó không phải nó giảm. Ai làm gì mặc ai. Yeah. Ai làm gì kệ. Yeah. Hôm nay cậu có muốn nhắn gửi gì đến hai cháu không? Thì trong một cái gia đình rồi thì cậu cũng nói với con, sóng gió thì nó phải có. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình vượt qua. Nếu mình sống chung một mái nhà là cũng giống như đi chung một chiếc thuyền, thì coi như là phải vững tay lái. Người chống cái này, người chèo cái kia. Người chèo một chút á, thì chiếc xuyền nó mới trôi được, nó mới đi đến được bến bờ. Thôi thì bây giờ một trong mấy ấm gia đình với nhau thì mình thương nhau, nhất là con dâu. Thì cậu không bao giờ xem con là một đứa con dâu. Vinh làm sao là con là như vậy. Tất cả con cháu là như vậy. Cho nên là mình không có một khoảng cách nào hết. Tất cả mọi thứ trong gia đình với nhau chỉ là một thôi, chứ không có con số 2. Rồi, vậy là quá tốt rồi. Có hậu thuẫn cậu như là mẹ con tụi con rồi. Vậy thì cái hướng sắp tới á, Vinh sẽ đi theo cái dòng nghệ thuật như thế nào? Dạ thì con cứ vừa kinh doanh và vừa làm bên nghệ thuật thôi. Dạ. Cái MV sắp tới con ra là gì? Dạ MV Nhẫn Vàng. Nhẫn Vàng. Dạ. Con có thể kết mình... hợp với cậu. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ. Một gia đình rất là tuyệt vời, cái sự yêu thương đùm bọc, quan tâm lẫn nhau và gần như không có khoảng cách. Điều này là một điều hết sức là quan trọng trong tất cả mọi gia đình Việt Nam chúng ta. Và chúc gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Và chúc cho cái con đường nghệ thuật của con với kinh doanh của cậu cháu sẽ thành công rực rỡ nha. Cảm ơn ban biên tập đã tạo điều kiện cho cậu cháu, gia đình nhỏ của em trong chương trình là mẹ chồng là em. Cảm ơn nhiều lắm. Hẹn gặp lại. Con cũng xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu có món quà nhỏ nhỏ thôi, dành tặng cho khách mời tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hai voucher điện tử áp dụng mua sắm tại website mshop247.com, thời hạn sử dụng đến hết 31 tháng 12 năm 2023, trị giá 500.000 đồng. Cảm ơn bé Lê Lộc, cảm ơn anh Huyền Linh nhiều lắm, cảm ơn ban biên tập của đài. Chúc sức khỏe, I love you mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, một câu chuyện rất là vui quý vị. Chúng ta thấy ở đó là một cái tình yêu thương với nhau, chân thành từ trái tim với nhau. Và mong rằng đại gia đình Việt Nam ta luôn luôn vẫn yêu thương như thế. Chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Và chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu sẽ được phát sóng hàng tuần vào lúc 19:55 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và được phát lại cùng ngày vào lúc 20:00 trên kênh YouTube MCV Media và ứng dụng Nhất Lớp. Còn bây giờ thì gia đình Kim Tiểu Long và Lê Lộc Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.